Diễm Thi kính chào quý vị với bản tin truyền hình sáng thứ sáu ngày 4 tháng 11. Thưa quý vị, giá gạo Việt Nam tăng nhẹ do lũ lụt tại Thái Lan. Giá một số gạo nội địa tăng từ 200 đồng cho đến 1.000 đồng một ký, trong khi giá gạo Thái vẫn giữ nguyên mức cũ, tức là khoảng 19.000 cho đến 20.000 đồng một ký. Tình hình lũ lụt tại Thái Lan đã ảnh hưởng đến tâm lý người tiêu dùng tại Việt Nam. Nhiều người quen sử dụng gạo Thái vì lo sợ gạo đang bán trên thị trường hiện nay là gạo cũ, nên đã chuyển sang mua gạo Việt Nam. Nguyên nhân gạo Thái không tăng giá là do một số giống lúa của Thái được trồng ở Việt Nam nên lượng gạo cung cấp cho thị trường trong nước không bị sụt giảm. Mặt khác, xu hướng chuyển sang ăn gạo quê cũng phần nào tác động đến việc tăng giá các loại gạo Việt Nam hiện nay. Sản lượng thóc của Việt Nam hiện đạt 41 triệu tấn, tăng 1 triệu tấn so với năm ngoái, trong đó có 400.000 tấn thóc chất lượng cao. Thủ tướng Hy Lạp tuyên bố có thể hủy bỏ kế hoạch trưng cầu dân ý nếu đảng đối lập bỏ phiếu ủng hộ Hy Lạp nhận khoản viện trợ cứu nguy của châu Âu. Nếu có trưng cầu dân ý, kết quả chắc chắn là dân Hy Lạp sẽ bác bỏ gói tài chính cứu nguy 130 tỷ euro của các nước châu Âu. Ý kiến triệu tập trưng cầu dân ý của ông Papandreou bị các nước châu Âu, Hoa Kỳ và đông đảo dân cử trong hai đảng chính trị của Hy Lạp chỉ trích nặng nề. Bốn bộ trưởng và nhiều dân cử của đảng cầm quyền cũng phản đối ý kiến đó. Quốc hội họp ngày hôm nay và sẽ biểu quyết bất tín nhiệm chính phủ nếu như việc trưng cầu dân ý được duy trì. Sau đó, đảng liên minh có thể lên cầm quyền để tránh bị mất gói cứu trợ 130 tỷ euro của châu Âu. Thị trường tài chính thế giới sụt giảm mạnh sau khi có tin Thủ tướng Hy Lạp triệu tập cuộc trưng cầu dân ý. Sau đó, giá chứng khoán thế giới đã hồi phục sau khi tin ông Papandreou sẽ bị bất tín nhiệm. Trung Quốc và Nga sử dụng cả hệ thống gián điệp mạng để đánh cắp các tài liệu mật về kỹ thuật cũng như về kinh tế thương mại của Hoa Kỳ. Chính phủ Mỹ đưa ra lời cáo buộc này trong bản phúc trình gửi cho quốc hội cách đây không đầy 12 tiếng đồng hồ. Phúc trình của hành pháp Hoa Kỳ nói rằng, Bắc Kinh và Moscow hành động như vậy để thúc đẩy phát triển kinh tế nhưng đe dọa trực tiếp đến an ninh và thịnh vượng của nước Mỹ. Phúc trình nói là nhiều tổ chức gián điệp, công ty tư nhân và ngay cả dân chúng những nước khác muốn tìm kiếm tài liệu mật của Mỹ, nhưng chỉ nêu tên có hai quốc gia là Trung Quốc và Nga. Phúc trình này cũng cho biết, chuyện phá vỡ các hệ thống tình báo mạng không phải là điều dễ làm. Một ngày trước đó, một số công ty thương mại Đài Bắc cũng đề nghị tổng thống Mã Anh Cửu ban hành đạo luật trừng phạt những công ty của Trung Quốc đánh cắp tài liệu kỹ thuật của Đài Loan. Ý kiến này được đưa ra khi ông Mã Anh Cửu gặp phái đoàn đại diện các công ty chuyên chế tạo hàng điện tử tại Đài Bắc. Đại diện cho những công ty này nói rằng khi quan hệ thương mại giữa hai bên phát triển thì đó cũng là cơ hội để phía Trung Quốc dễ đánh cắp kỹ thuật của Đài Loan hơn và một đạo luật trừng phạt những công ty vi phạm được xem là cách duy nhất để giải quyết tệ trạng này. Tòa án Thượng Hải tuyên phạt một phụ nữ 3 năm rưỡi tù giam về tội tổ chức biểu tình đòi quyền lợi cho người già. Người bị kêu án là bà Giang Vi Mẫn, 65 tuổi. Bà bị bắt hồi năm ngoái khi đứng ra tổ chức cuộc biểu tình ngay ở quảng trường thành phố để đòi hỏi quyền lợi cho những người về hưu. Chính quyền cáo buộc bà tội phá rối trật tự xã hội. Lúc còn trẻ, bà Giang cùng với một số người đồng lứa tuổi đã bị nhà nước cử đi các vùng sâu vùng xa để làm công tác giáo dục thiếu nhi. Khi về lại quê nhà là Thượng Hải để nghỉ hưu, khoản tiền hưu trí nhà nước trả cho bà và những người khác lại ít hơn tiền hưu trí của những người làm việc tại Thượng Hải. Phiên tòa diễn ra từ hôm thứ Ba nhưng mới được công bố vào ngày hôm qua. Bản tin của hãng thông tấn AFP cho hay công an đã bắt giữ cả chục người đến tòa để ủng hộ bà Giang trong ngày xử án. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin truyền hình sáng thứ Sáu. Diễm Thi xin kính chào tạm biệt.